đi ra đồng để Thanh đi kiếm cái mắt cá. Thì do là giấc này là đang trời nắng gắt với lại gió mùng luôn, thì nó Thanh đi ra đồng mất cô chú anh chị em các bạn. Thì bây giờ là trời rất là nắng luôn. Đây thì có mấy chú đang đốt đồng với người ta đi đào chuột đồ này kia đó cô chú anh chị em các bạn. Bữa nay ở ngoài đồng rất là đông luôn á. Bây giờ Thanh đi kiếm cá để Thanh bắt á, theo mấy cái dũng nước gì nè, tại vì là cá cỡ này là tháng khô hạn là cá nó mắc cạn. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị em và các bạn cùng đi bắt cá với Thanh nha. Ở trên cái công trình này người ta khai nước ra lâu lắm rồi nè, nó khô rồi trơn rồi các bạn. Giờ Thanh đi theo cái này là để kiếm cái con trầm nó đập dũng nước lại đó, mình bắt cá các bạn. Nó khô đi dưới đây nó không có bị lún luôn à, nhưng mà đất nó hay còn mềm mềm đấy. Cái chỗ này cũng cá, cái này cũng có dũng nước, có thể đi tới chỗ này nữa nó có cái lún lún là biết liền là các bạn. Còn cái các bạn biết sao, nó có cái đường nước ra vô nè, cho nên á nó ê có cá, ê trong cái ống bọng có cá kìa, ê trong cái ống bọng có cá các bạn ơi. Đây cái ống bọng này có cá nè, đó 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 đó, cá nó ụt ra đó các bạn ơi, ê ta một ống cá luôn kìa. Cái chỗ này người ta khai nước ra nè, bởi nó hay còn số một miếng nước nè các bạn. Đây có con cá. Đây cá gô, cá gô non đi. Cái này cá gô non này bị mắc cạn để Thanh bắt luôn, để lát nữa. Trời cá gô non các bạn đi. Ê ê đó nè nè nè, ở ngoài này là cá gô non ngốc luôn nè các bạn. Ủa trời, ít rồi đưa cái tay đụng một đống luôn nè. Ê cá nó ụt kìa. Cái chỗ này cá nằm ở trong đó, cá bự bự không kìa các bạn, không biết sao bắt được nữa, một tay thì không có tớ nè, một tay không có tớ. Để Thanh khui cái ống bọng này ra. Để Thanh qua bên đây Thanh dở cái ống bọng ra được. Hai con rồi nè các bạn ơi. Hai con, các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi.
Dinh dinh em lỡ mới gom lắc nướng lèo luôn dinh. Cái ở đằng đó không có bông cho bá ở đằng nữa kìa. Dạ. Ê ê, còn một con cá rô nè. Đây con cá rô này bự luôn nè. Các bạn thấy không? Wow. Các bạn mua cá rô này bự. Cá rô này chà bá luôn mà ốm nhom à. Này đi đốt đồng hả chú? Dạ. Có thể cá rô nhỏ nữa nè. Các bạn thấy không, cá rô cá rô nhỏ bắt chia cho tàu trời. Không, cái này con bắt đi nữa, cá nào ốm cái con thả lại. Chứ để đây là mắc cạn nước nó nóng quá nó chết queo. Các bạn thấy kìa, đi lợn không? Là đi hết luôn á. Đi ở giữa đồng á, cho nên quá tràn gió. Nếu mà nó có ồn quá thì mọi người không cản cho Thanh đi. Giờ Thanh đi tới đây, tới đây hết nước này các bạn. Tới đây là nó khô. Ít nè, ốc nó chết khô lừ con chân các bạn. Người ta khai nước ra, cái không có nước sống là nó chết lự con chứ. Đi, Thanh đi từ ở trong đó đó, Thanh đi dài ra tới ngoài này. Thì ở trọng đó, nó sình nó khô hết trơn các bạn. Ra đây bắt đầu có cái nước nè. Ê dưới kìa. Ít là ở dưới có cái vũng nước chà bá luôn kìa các bạn ơi. Đây bây giờ Thanh đi xuống dưới đó Thanh tác bắt cá luôn mới được. Ít là cá cô non kìa. Ít là nó chạy một bầy luôn kìa. Ủa nè, cá cô non nó chạy một bầy luôn rồi các bạn ơi. Ê cái bây giờ Thanh xuống dưới đây để Thanh tác cái vũng này bắt cá các bạn ơi. Cái vũng này thấy cá nhiều lắm nè. Nhiều lắm. Bây giờ Thanh ngăn cái chỗ này lại để Thanh tát nước ra các bạn, tát nước cho nó chảy ra ống bọng nè. Tại vì thấy cái vũng này là chắc cá nhiều lắm nè các bạn ơi.
ngăn cái này để mình tát nước kìa. Thì cá này để nếu mà để trên bờ thì nó nắm quá nó chết. Ê, Thanh làm cái hầm để Thanh gọn cá dưới đây đi, tại bữa nay á Thanh đem theo có con cá thao với cái gỗ à, không có cái gì để gọn cá, làm cái hầm. Và cái hầm cho con cá ở. Rồi xong. Rồi, bây giờ Thanh thả cá xuống nè, cá này Thanh bắt ở chỗ nè. Thanh lấy cái thao để Thanh tát nước ra. Bởi bờ các bạn ơi, mới chạy đi ôm miếng gom vô để đắp cho bị bể bờ, nước tràn vô, nước tràn.
tràn vào đê luôn. Bây giờ nó cũng gần cạn. Bây giờ anh thấy cá nó lóc rất là nhiều luôn á. Cá nó đang lóc xuống á các bạn. Chỗ này nó nhờ hơn nó còn cái vũng nước mà bữa cá nó dột xuống. Giờ bắt cá các bạn ơi. Chút nữa nước nó rút xuống đây nữa rồi mình bắt đầu bắt nó hết rồi cá phi rồi. Bây giờ nó nằm ở đây nhiều. Đây, đây nữa. Gì vậy? Cá phi. Ở đây cá phi nhiều lắm các bạn ơi. Ít cho hai con luôn nè. Anh đi dài lên trên thì bắt trời cá nó nhảy lủng tủng mới chỉnh trời các bạn. Ít ở trên đây, ít ở trên đây một đống cá luôn nè chị. Vô mắt cá. Cá nó nhảy sình vô mắt rồi. Bầy cá con non mà là bầy cá con phi các bạn ơi. Bầy cá con phi con. Cá con nhóc trơn rồi các bạn ơi. Trời cá con nhóc trơn. Kìa kìa cá. Ở trong ở dưới cái miếng ống bọng này nó ụt các bạn ơi. Nó vừa mới ụt lên cái ạ. Để hành dở lên mới được. Đó là ở dưới này nó mới ụt lên nè. Ít à. Một đống cá luôn ơi. Ý có con cá lóc nữa nè. Đó. Ý. Đó. Một em. Có ít rồi con cá lóc này uống nè các bạn ơi. Nè. Một em. Ê, cái chơi. Ê, có cái chơi nữa nè. Cá gô nó nẹt ghê luôn các bạn coi nè. Chơi con cá gì không? Ai cho con cá lóc. Ở trên nó chung cốt cái dứ luôn các bạn. Cá lóc. Ít trên con cá chơi nè. Đó. Một em cá chơi. Đó là cái vũng này công nhận cá nó dồn ở chỗ cái ống bọng này chị. Ê con cá chơi bự. Con cá chơi bự các bạn ơi. Coi nè. Nó một con cá chơi bự. Ê, còn nằm ở dưới nhóc chơi nè các bạn ơi.
Đã được. Ê, 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 đụng con cá lóc bự rồi. Ê da. Đó, đó, đó. Đây vậy. Nè. Ít à. Cá lóc bự nè các bạn ơi. Sao cá này nó ốm không nội rồi. Ốm nhôm à. Cá này chắc cá mắc cạn quá. Ít hồi nãy à, bắt được mấy con cá ốm ở tuốt trong kia nữa. Thanh để vô chổng rồi. Ê, ô, ô. Con cá chơi. Con cá chơi nó nằm đâu đây nè các bạn. Ê. Trốn ở trong ngay sau lưng của mình các bạn. Nó thích cái gì nó đâm đâm thì ra là con cá chơi. Nó đâm cái gai lên nè các bạn. Ít là đã ghê không. Ít hồi nãy dở lên một cái một đống cá dữ luôn các bạn. Ít là lúc mà Hanh bắt cá ở ngoài ở bên trong cái bao này làm cục cục luôn. Nó nhảy á. Ê, ê, còn một con cá lóc nè. Ít là nó chuối cái đầu lên nè các bạn. Nó anh cá lóc. Anh cá lóc anh chuối nè. Bắt ảnh lên mới được. Một anh cá lóc nhỏ nữa nè. Để anh coi trong cái ống mọc. Ở chỗ cái này nó trốn rồi chị. Ê, còn một con, còn con cá. Ê, dạ, dạ. Ủa trời, con cá chơi. Còn nữa, còn cá bự nữa các bạn ơi. Đó, 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 đó. Vừa mới đụng luôn. Ở trời, nó chuối. Ê, cái chơi nữa. Ở trời, nó chuối tuốt dữ luôn nè. Hết hồn tưởng nó con cá nữa chứ. Cá nó chuối xuống dưới sình nữa các bạn. Cái sình này là cái sình nó mềm nè. Cho nên à, dính đây nè. Cá gô, cá gô. À, à, dính, 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 dính con cá nữa các bạn ơi. Ơi, con cá chơi. Ít à, cá chơi. Dưới nó nổi đầu nhóc trơn kìa các bạn ơi. Để Hành đi xuống dưới Hành bắt cho cá ở trên đây á, cho nó nổi đầu lên nữa. Cho nó ngoi sình lên. Anh đi dạ xuống. Chỗ này Hành bắt cá được ở trong Hành để đâu. Rồi cá còn phi bự. Cá còn phi bự. Trời, cá rô phi tháng này nó đẻ vậy á, nguyên một ổ luôn rồi các bạn. Dạ. Ê, 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 cá lóc, cá lóc. Để người ta. Ê, không phải, cá rô phi, cá rô phi. Cá rô phi. Ê, 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 con cá lóc. Đâu rồi? Mơ mơ đụng trúng luôn. Cái nó lóc ra bắt không được chỗ. Dạ. Cá nãy
cá rô không chị? Cá rô non này thả dưới đây một đống luôn mà. Bây giờ bắt lại hơi bị khó luôn nè các bạn. Cái con cá lóc hồi nãy Thanh vừa mới đục vô nó mất tiêu à. Mà nhớ hồi nãy là Thanh bắt ở trong cái vũng trong là được hai cá lóc ốm, mà bắt vô hao mới có một con, như con cá rô vậy là con cá lóc mà Thanh đụng mới là nó nhảy ra đây nè các bạn. Để Thanh kiếm nó mới bắt nó lại mới được. Hồi nãy là vì là nó nhảy ra đây nè. Thì ra là em bởi đụng chúng nó cái nó ụt đi mất tiêu. Anh lấy cái gỗ mình xúc luôn. Hình như nó chuối với giò nè ta. Ơi, phải hèn chi nó chuối với giò các bạn ơi. Ít ra cá lóc chà bá luôn, chuối với giò nãy giờ ngợp luôn rồi. Bởi nói sao mà vừa mới đụng nó cái nó mất tiêu, nó chuối tuốt ở dưới sình luôn các bạn. Ít cá lóc nó khôn kìa chà. Thao rồi đó các bạn. Anh chuối nãy giờ bữa anh ngợp luôn nè. Dạ. Đây một con nè. Anh bắt sơ qua một cái nữa là đi lên các bạn ơi. Nãy giờ bắt cũng lâu rồi đó. Ở đây dòm coi có con nào mà nó nhảy lên cái bắt đầu mình bắt. Nãy giờ quậy sình quá nó chuối rồi. Tối nay tao vô bình luận của mày nè. Đa chuột có không anh? Có. Anh ta đi đa chuột đi một đống luôn vui ghê không? Chào luôn. Chuột phải đi làm. Thôi ta. Dạ. Giờ mình bắt dạo qua cái nữa mình đi lên các bạn ơi. Ít là người ta đi đào một bao chuột luôn kìa các bạn. Người ta đi đào giống bữa hổm mình đi gì đó. Bữa hổm vừa mới cắt lúa xong là đào chuột chuột rất là nhiều. Đi đóng mới rơi luôn á, đi quá chục cái đâu mà cả chục ngừ luôn á. Rồi bây giờ mình đi lên các bạn ơi. Quá khứ cái vũng này, miễn mà Thanh đi đến chỗ nào mà có vũng sình là cái vũng đó như là cái con trâu nó nằm sình vậy. Cái vũng hết hồn luôn các bạn. Giờ mình đi lên rửa cá. Dạ. Để cá vô đàng hoàng mới được. Để xuống dưới một cái cá này ra chờ. Hên như trời, ở đây không có cây, phải có cây một cái là chết luôn rồi. Ở đây chọt cái giỏ xuống đây nè các bạn. Cái này dưới là đeo thêm, anh đeo cái đôi vớ nè. Ở đây nó trơn, đau cái giỏ luôn rồi. Nhờ hên, ở chỗ này nó không có cây nọc, phải có cây nọc. Không biết sao luôn. Xung ghê luôn.
cái mặt này ở trỏng á các bạn, quá chàng xình. Nó bắt cá cái nó văng lên mặt á. Rồi ít từ cái nón trắng cái nón đen luôn. Thôi ở sau á nó bị dính sình mà rửa không được, rửa không có tớ. Giờ hành rửa cá. Sình không các bạn, sình với cá không là cũng cả chục ký mà sình nhiều hơn cá nha. Lên bờ nó khỏe gì đâu. Rồi, đây đây là hành quả mà Thanh Na bắt cá Dũng Sình hôm nay nè các bạn. Cắt miếng nước đi nữa. Đây. Hành quả này Thanh đi bắt cá, cá mắc cạn á các bạn. Thì Thanh bắt ở dưới cái kinh này nè, ở cái cánh đồng trong đây á. Thanh đi là hôm nay đi vô tới trong giữa đồng luôn để Thanh đi kiếm cá. Mà giật hồi gặp được cái kinh này á, bắt cá này là cá mắc cạn á các bạn. Nó ốm nhơm mà, kiểu như á không có nước á, rồi bắt đầu cá nó không có đi tới đi lui được đó. Cái bắt đầu nó không có ăn được cái gì, nó ốm nhơm mà. Nè. Ít cá lóc bành bành không luôn á, nhưng mà nó ốm. Coi nè các bạn. Cá lóc con cành kỳ luôn nè. Con này là nếu mà nó ú nó bự nha là Thanh thấy cũng cả ký lô á, nếu mình đã là ốm gì mà còn nặng nữa. Coi nè. Còn được con cá gô này nó bự hết sức luôn á. Cá gô này là bự hết hồn luôn các bạn coi nè. Mà nó ốm nhơm. Bự hết hồn luôn mà ốm nhơm. Cái đầu nó chờ giờ à. Ít ạ. Cái này dài ít hơn một gang luôn. Để hôm nay là Thanh đi bắt vô trong cái kinh này sao mà cá toàn là ốm nhơm mà không có được cá ú hung á các bạn. Phải mà được cá ú nha là bao nhiêu này cá chắc ăn đã luôn. Thôi bây giờ á Thanh lựa mấy con nào mà ốm á Thanh thả xuống dưới kinh lại để lần nữa cho nó ú lại, nó ăn nó có sức rồi nó mập lại với các bạn. Nè, được mớ cá chơi nữa nè. Cá lóc nè. Cá lóc ốm nhờ mà uống ghê luôn. Đó. Ốm mà cũng còn mạnh lắm nghe, ốm mà cũng nhảy tung 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 tung. Chứ không dám chơi đâu. Đó bây giờ Thanh thả cá lóc này xuống dưới kinh luôn. Đi xuống cá gô nữa nè các bạn, cá gô ốm nhờ nè. Đi xuống dưới đó nha con. Ăn cho mau lớn lại nghe con. Ít giờ có con cá lóc này bụng nè. Vô cái gỗ thả đây cá lóc. Cá lóc này thả luôn đi tại vì nó ốm. Cái con cá chơi này nó bị tặc nữa nè các bạn. Tụi nghiệp ghê luôn. Nó bị tặc á, thả lại luôn. Được mấy con cá nhỏ nhưng mà nó ú nè các bạn. Nhờ nó nhỏ mà nó ú nè, con cá này ú nu luôn nè. Chứ được hai con này cũng ú nữa nè. Nó nhỏ mà nó ú thì mình để lại. Đi con thêm con cá chơi bị tặc nữa nè các bạn. Ê, ba con bị tặc luôn nè. Cá chơi bị tặc luôn á. Chứ mỗi mớ cá cô phi con nè, để Thanh thả nó lại luôn. Tại vì á Thanh bắt ra đi để ở chổng á nó mắc cạn á, từ từ nó cũng chết á. Trùng nghiệp đó. Nó nóng quá là nó sẽ chết. Nhờ xuống cái vũng nước này á, mà vũng nước này á cũng mấy hồi đâu nó cũng khô á các bạn. Chừa lại mấy con cá nào ú quá thì ú bự thì Thanh đem vô để Thanh kho tiêu ăn cơm.
hay là nấu canh gì cũng được. Còn cá nào mà nó ốm với lại nó nhỏ quá thì thành thả lại hết luôn để cho nó sống, nó ăn nó sống rồi. Mớ cá chê với ba con cá lóc với mớ cá rô phi với hai con cá rô nó cũng hơi ú, với lại cá chê nó ú nè. Thì bao nhiêu này là về mình ăn cơm đủ một buổi chiều á. Thôi video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã đón xem.